con tin tôi nha cậu. Không phải tin em nghe. Tao tin tụi bay. Hay là không tin thì không có nhầm nhò gì hết. Tại tôi thấy tụi bay bị đánh, bị chói, bị phơi nắng phơi sương, bị bỏ đói vậy. Sợ tụi bay chết cho nên tao mới gọi chói cho tụi bay thôi. Cậu Hai, cậu Hai cởi trói cho tôi như vậy, bằng mà biết bà đánh tụi tôi chết đó cậu Hai. Anh đừng có cởi trói cho em. Lỡ có chuyện gì anh đừng nhờ lây đó. Tụi bay đi trốn đi. Thà tụi bay đi trốn mà tao còn biết là tụi bay còn sống, còn có ngày gặp lại. Chứ tụi bay mà chết tao buồn lắm. Tao không muốn tụi bay chết đâu. Tụi bay đi lẹ đi. Mình đi đâu bây giờ hả cậu? Mày lấy này nè, lận lưng làm vốn. Nhớ là phải đưa quệ đi thật xa. Chứ tụi bay mà ở đây bị đòn, tao đau, tao sợ lắm. Em không đi đâu hết, em phải ở lại đây để sinh con. Đứa bé trong bụng là con của anh mà. Nhưng mà em không đi thì em sẽ chết. Mà chết rồi thì làm sao sinh được em bé? Em bé là con anh, anh nuôi cũng được mà. Nhà anh không cần em bé nữa. Anh chỉ muốn hai người đi thật xa. Nếu ông bị đánh trước mặt anh thôi. Em không đi đâu. Em phải sanh con ra. Em mà đi thì chẳng khác nào những lời du quan giáo hoàng của họ. Là đúng hả? Người đời sẽ nói em lăn loạn, trách nết, sẽ quyền rủa tía má em cả đời. Là vợ, dù là bé, là thừa, em cũng sẽ không đi theo người khác đâu. Mà Huệ nói đúng rồi con. Nếu như bây giờ mà Huệ bỏ đi với tôi, người ta sẽ nghĩ tôi và Huệ đã làm chuyện sai trái. Người ta sẽ không tin đứa con trong bụng Huệ là con của cậu. Nhưng con Huệ sẽ bị đánh chết. Thà chết để giữ thanh danh. Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu là chồng của Huệ, cậu là cha của đứa bé, cậu phải biết bảo vệ con và vợ của mình chứ. Tôi phải sống để đi tìm ba mẹ ruột của mình. Nếu tôi biết vì sao họ bỏ rơi tôi hứa nếu như sau này tôi còn sống, nhất quyết tôi sẽ trở về đây tạ ơn cố tử của cậu.
đi liền đi. Vàng này tôi cho mày luôn, không cần trả đâu. Không, 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 cô hai tôi không lấy được đâu. Nếu như bà biết mất số vàng này, bà sẽ nghĩ là Huệ hoặc là gia đình trong nhà lấy, bà sẽ đánh họ chết đó cậu. Mày đừng có lo, vàng này là của tao, mà tao không có biết. Hồi ba tao còn sống á, để lại cho tao. Nếu tao giấu má tao để dành phòng thân, tao giấu kỹ lắm, má tao không có biết. Giờ tao cho mày, tao cũng không có nói cho má tao biết luôn. Mày giữ đi. Tôi mang ở cậu suốt đời. Cô nhận của tôi một lại nghe cậu hai. Cậu tôi đi. Tôi mang bánh đi cho mẹ ăn đỡ đói á. Cậu tôi đi. Trong phòng ngủ em để bà chủ với mà hai phát hiện á. Anh coi em ăn xong anh mới vô. Đi. Cái gì vậy? Trời sáng rồi. Cái gì? Vô coi tụi nó còn sống không? Trời, làm như tụi nó dễ chết lắm vậy. Có trốn không? Đi lẹ lên. Đi. Đi. Thắng. Cái gì? Thắng đâu rồi? Chết thằng Thắng đâu rồi? Thằng Thắng đâu? Huệ. Huệ. Tỉnh đi Huệ. Thằng Thắng đâu? Tôi biết đâu. Có ai vô đây không? Hả? Tôi mê man tới bây giờ đâu biết có ai vô hay không đâu. Trời ơi, chết tôi rồi. Làm sao bây giờ? Chân nó bị đau, chắc không chạy được xa đâu. Tôi cho ông cha thủ đi tìm đi. Thôi mình báo bà chủ ra. Trốn đâu đó, kiếm bằng được nó về đây cho tôi. Dạ. Một đứa đi thôi, nó có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Dạ. Giờ xử tội con này trước. Má,
Má tính làm sao thì làm đi. Nó dám làm chuyện tày trời như vậy, chụp cái thai của nó đi má. Bà chủ, thật sự cái thai này là của cậu hai, con xin thề với bà. Cầm thú, nói mà không biết nhục. Tao với chồng tao ở với nhau mấy năm trời không có con, còn mày mới vừa về thì cái bụng the lè như vậy, định qua mặt tao hả? Dạ, dạ, dạ thưa bà chủ, chuyện này oan khuất cho tía con tôi quá. Tôi đâu có bệnh mà ai dựng chuyện nói tôi bệnh. Để con Huệ lấy sâm của cậu hai đưa cho thằng Thành để mợ hai bắt quả tang. Con dâu tôi nó bắt quả tang nó đang tơ tình với thằng Thành, chứ liên quan gì tới chuyện ông bệnh đau hay là chết hay sống. Chuyện ăn cắp sâm nhung là sao hả Thúy? Dạ thưa bà, tại vì con nghe họ nói là tía con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy sâm nhung nhờ anh Thành đưa cho tía của con. Vậy là vụ ăn cắp sâm nhung là có thiệt. Họ nói là họ nào? Dạ, nó ăn cắp sâm nhung cho trai đó má. Dạ, đâu có đâu mà ai. Em nhờ anh Thành đưa cho tía em mà. Bị bắt quả tang tay cầm sâm lúc đang tơ tình mà còn chối nữa hả? Tao là tao chỉ định mét má chuyện mày tơ tình để cho mày nhẹ đòn. Cái này là do tía con mày tự khai ra đó nghe. Cái gì mà tùm lum chuyện hết trơn vậy nè? Cái gì mà tơ tình rồi ăn cắp? Là sao? Tôi đi có mấy ngày à mà nhà này vô ổ gà vậy? Nó ăn cắp sâm nhung rồi còn tơ tình với trai bị bắt quả tang đó má. Bà chủ ơi, oan cho con quá. Con nghe anh Tấm nói là tía của con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy sâm nhung, chứ con không có tơ tình gì hết. Dạ thưa bà chủ, tôi khỏe cùi cùi vậy á, chứ có bệnh hoạn gì đâu. Tấn, sao mày đồn tao bệnh sắp chết, cần sâm nhung mày đồn ác vậy Tấn? Mày đồn phải không Tấn? Dạ. Ấp uống cái gì? Có sao thì nói vậy đi, mắc gì mày sợ? Dạ, con với anh Bảy Lanh. Thôi được rồi, vậy là chuyện này có khuất tất gì đây? Ai thì đứng yên ở đó, tôi kêu vô phòng hỏi từng người một. Con đi theo má để điều tra. Không cần, con ở ngoài đây, khi nào má kêu thì vô. Chuyện này liên quan đến đứa cháu nói giỏi của nhà này, má phải làm cho ra lẽ. Ai mà trả lời không đúng sự thật, tôi trừng trị không nương tay. Tất. Dạ. Đi theo tao. Nè, cậu gì ơi, sao nằm ở đây? Trời lạnh lắm dậy đi. Ôi trời ơi, cái gì mà mặt mày tím xanh tím đỏ như vậy? Tay chân lằn dọc là ngang dưới vậy? Hả? Con gào. Cậu ơi, cậu ơi cậu. Má ơi, con lại má, con xin má tha thứ cho con. Cũng tại vì con thương chồng con, cho nên con mới ghen, cho nên con mới lập kế chia rẽ chồng con với con Huệ đó má. Cái kế cô lập ra không phải là cố tình chia rẽ con trai tôi với con Huệ, mà là cố ý muốn giết hại cháu đích tôn của tôi. Dạ, con không có ý đó. Con xin thề, con xin thề là con chỉ muốn giữ chồng con, chứ con không phải làm như vậy đâu má. Tôi đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi, chẳng qua là tôi không nói ra thôi. Ai dè cô gan đến như vậy? Cô manh nha từ lâu rồi. Má, má ơi, con về đây làm dâu của má cũng mấy năm trời rồi, chuyện vui buồn gì má con mình cũng có nhau. Con xin má thương con, bỏ qua cho con một lần nha má. Tôi thương cô chứ sao không thương. Những gì cô đang chịu đựng tôi đã trải qua hết rồi mà. Tôi còn cay đắng hơn cô là tôi không có ai để khóc than, để an ủi. Má, nếu như vậy thì má thông cảm cho con, tha lỗi cho con lần này nha má. Con xin hứa với má. Đừng có hứa gì hết. Bụng dạ đàn bà ghen tuông ấm ức, có hứa cũng không giữ lời đâu. Từ nay tôi sẽ canh chừng cô để bảo vệ cháu đích tôn của tôi. Còn chuyện cô đã làm á, tự mày biết lỗi ăn năn sám hối đi. Cũng may cháu đích tôn tôi nó không xảy ra chuyện gì. Nó mà xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Dạ, con đòi ơn má. Sở dĩ tôi bỏ qua cho cô lần này là tôi muốn gia đình này yên ổn để đón cháu nội tôi chào đời. Nhưng nhớ,
Tôi sẽ để ý mọi chuyện cô làm, coi cô có thiệt tâm hối lỗi như lời cô nói hay không. Dạ, con xin hứa là từ nay con sẽ không làm gì cho má buồn, không làm gì cho má trách con nữa. Con xin hứa. Tụi bay không cần phải tìm kiếm thằng Thành về làm gì. Nó trốn đi như vậy, biết đâu sẽ là điềm may của cậu hai. Nó không là kỳ đà cản mũi của cậu nữa. Dạ. Dạ. Con sao rồi? Có đỡ không? Dạ. Nằm xuống. Nằm xuống trả lời cũng được. Dạ. Cái bụng con bớt đau chưa? Nếu không bớt á thì mời thầy tới khám lại, đặng có gì mình đổi thuốc liền. Dạ. Con thấy bớt chằn với bụng rồi mà. Ừ, vậy thì tốt rồi. Còn cái chỗ bầm á, chỗ trầy thì từ từ lành cũng được. Lo là lo cái thai trong bụng, không biết ảnh hưởng gì hay không. Huệ, tới giờ uống thuốc rồi nè, dậy uống thuốc. Phải kêu bằng mợ Huệ, chứ gì mà kêu trống không vậy. Dạ, con với chị gái quen kêu nhau như vậy hả bà? Trước khác, giờ khác, sau này á còn sanh con trai là càng khác nhiều nữa. Sanh con trai là khác thì sao má? Má cho lập hôn thú bậc gì với con Huệ, đặng làm khai sanh cho cháu đứa tôn của má nữa chứ. Nhì là hai thì con biết rồi. Thầy Phan dạy con rồi, nhưng mà hôn thú bậc nhì là để con chim á. Giờ chánh là hôn thú bậc nhất, giờ thứ là hôn thú bậc nhì. Có lập hôn thơ hôn thú thì mới danh chánh ngôn thuận đứng ra làm khai sanh cho cháu đứa tôn của má. Nghĩa má? Ừ. Nghĩa là Huệ là vợ nhì, Thúy là vợ nhất. Ý thì lát nữa con phải về con khoe với Thúy. Chút nữa xong con lấy bộ đồ thai nghe. Đừng buồn nữa em, anh có quà tặng cho em nè. Tâm trạng em như vậy mà còn quà cáp gì nữa chứ. Thôi, anh nghĩ món quà này em sẽ thích. Mở ra đi. Nè, mở ra xem đi. Mở đi. Em thấy sao? Đẹp quá. Thật sự thì anh thấy em ở nhà quá cô đơn, với lại không ai đủ trình độ để bầu bạn, trò chuyện cùng em. Anh nghĩ chiếc radio này sẽ làm bạn với em. Cảm ơn anh. Em đang buồn như vậy mà được anh tặng món quà này, giống như là cho em thêm một người bạn vậy đó. Anh nghĩ nó còn hơn một người bạn nữa đó. Bởi vì nó sẽ thường xuyên ở bên cạnh của em, còn bạn thì có khi phải đi xa nữa mà, đúng không? Em sẽ xem nó như là một người tri kỷ. Ừ. Và sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình. Ừ. À, hôm nay mọi người đối xử với em ra sao?
Bề ngoài thì họ tỏ ra rất là bình thường. Ừ. Nhưng mà ai biết được bên trong họ nghĩ gì đâu chứ. Má chồng em sau khi nghe chuyện cũng tỏ ra rất là thông cảm cho em, và nói là sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còn căn dặn gia đình là không được đàm tiếu rồi đồn thổi chuyện này ra bên ngoài. Chồng em thì cũng sợ em, cho nên là không dám làm trái ý của em. Con Huệ cũng vậy. Nhưng mà có chuyện này. Sao? Có chuyện gì vậy? Má chồng em nói nếu như mà con Huệ đẻ ra được con trai thì sẽ lập hôn thú bậc nhì cho nó, rồi cho nó đứng trên khai sanh lấy họ của chồng em cho thằng nhỏ nữa. Đó, em thấy chưa? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi mà em không chịu tin anh. Họ có bao giờ nghĩ gì tới em đâu. Nếu như họ để cho con Huệ lập hôn thú bậc nhì thì nó sẽ được chia gia tài bằng với em luôn đó. Tới mức như vậy sao anh? Nhưng mà má chồng em có nói là không cho nó ăn tài sản mà. Trời ơi Thúy ơi, tới giờ phút này mà em còn tin hay sao? Em thấy không, họ chỉ nghĩ tới con trai của họ, tới cháu nội của họ thôi, chứ họ có nghĩ gì tới em đâu mà em tin. Nếu như mà thật sự như vậy thì em phải làm sao đây hả anh? Anh đã hứa giúp em thì anh sẽ giúp tới cùng. Em chờ anh. Trời đất, ở đâu mà anh có cái này vô vừa đẹp mà nhà hát lớn quá vậy? Tại đâu anh có vậy? Em thích nó không? Ừ, em thích lắm. Nhưng mà chắc là mất tiền lắm đúng không? Nếu mà em thích đó thì cái radio này là của em, tại sao lại đem qua đây? Em nghe ba cái tiếng gì đâu không mà anh đâu có nghe được. Giờ đang nghe giọng cổ, Huệ cũng thích nghe giọng cổ cho nên anh mới mang qua đây nghe chung với Huệ. Em nghe tiếng Pháp nhưng mà lâu lâu cũng có nghe tiếng Việt, tại sao anh không nghe chung với em? Anh chỉ thích nghe giọng cổ cải lương thôi, không có thích nghe nhạc Tây của em, buồn ngủ lắm. Từ nay về sau không được đụng vô đồ đạc của tôi nữa đó. Dạ em xin lỗi mợ, em không biết cái này là của mợ. Định đổ thừa cho chồng tôi đem qua đây đúng không? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này không có cái gì là của cô hết á. Cái gì mà la om sòm vậy? Chuyện gì cũng la làng hết à? Không sợ người ta cười cho thúi đầu ha? Cái radio này là của con mà con Huệ nó dám lấy đó má. Là con lấy đem qua cho Huệ nghe, chứ Huệ không có lấy. Ai lấy thì cũng là của em. Cái radio đó nhiêu tiền? Mai má đưa tiền đi mua cho con Huệ một cái y vậy, bự hơn cũng được. Má, con nhỏ nó mới bị động thai, thầy Tư kêu nó nằm dưỡng thai nên nó buồn lắm. Mà mẹ buồn thì đẻ con ra nó khóc hoài. Lương nè. Dạ. Mai con đi mua liền về cho nó với lại cháu nội má nghe để thông minh nha không? Dạ. Vậy thì ngày mai vợ Nhất sẽ dẫn con đi mua radio cho vợ Nhi. Dạ. Con mời má dùng trà. Để đó cho má đi. Má đang coi lại sổ sách, coi bộ con thu tiền cũng khéo ghê ha. Không ai thiếu đồng nào hết trơn á. Chứ má mà đi thu á, họ cứ xin cho gói đầu, làm má ghi tới ghi lui, không biết đâu mà lần. Dạ, con cũng nhờ qua danh của má. Con nói con là con dâu đi thu tiền cho má chồng. Nếu như mà người ta không trả là má chồng rầy con chết, cho nên là ai nghe cũng thương, cũng trả cho con hết. Con cũng biết ăn nói đó. Để con Huệ nó sanh xong, má giao hết cho con, để má có thời gian ẵm bồng cháu nội. Dạ. Má ơi, con thấy là nhà mình sắp tới cũng nhiều chuyện bận rộn, cho nên là con định là nhân thời gian rảnh này, con xin má cho con đi thăm ba của con, rồi về nhà vài bữa thắp nhang cho má con. Con dự tính khi nào đi? Dạ, con định đi liền. Ừ. Con vô trong sửa soạn đi cho sớm. Nhớ ghé chợ mua ít trái cây xứ mình.
về cúng chị xui nghe không? Dạ, con cảm ơn má. Má cho mấy người này vô đây làm chi vậy? Nãy giờ rần rần như vậy mà anh không biết hả? Nghe ca giọng cổ mùi quá trời, có biết gì đâu. Dưỡng thai thì nằm yên ở đó, ai ở đâu thì ngồi yên. Còn hai người lục hết cái phòng này lên kiểm tra cho kỹ. Đây không có. Qua bên kia. Chỉ còn có chỗ này nữa thôi. Dạ. Nhưng mà ba thím gì vậy ba? Còn làm bộ ngây thơ nữa hả? Để coi một chút nữa, cô có nói giọng của một đứa vô tội không? Tắt cái radio đi. Không, tôi đang nghe giọng cổ. Tức thiệt chứ, nguyên cái hộp vàng vòng còn cất kỹ như vậy, làm sao mà mất được chứ? Nếu như người nhà lấy á, thì trước sau gì cũng để lộ ra. Từ từ má sẽ truy sát tiếp. Con cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Con quyết phải tìm cho ra. Không có được la làng, làm cho vợ nhỏ giật mình sao? Huệ không có lấy cái đó của vợ lớn đâu. Là tôi á, tôi mang qua cho vợ nhỏ đó. Sao cái gì của tôi anh cũng đem qua đây hết vậy? Thì tại vì tôi thấy má cưới vợ lớn về có nhiều vàng, trong khi vợ nhỏ không có miếng nào á, tôi mới lấy cho vợ nhỏ mấy món thôi. Mà chưa lấy cho tôi quên luôn. Thằng Lương, con lấy đồ của vợ lớn đưa cho vợ nhỏ như vậy là sai. Mau trả lại cho vợ con đi. Vợ nhỏ của con không có vàng đeo kìa, con tội nghiệp lắm. Ngày mai má sẽ làm cho nó một bộ. Nhưng mà phải y chang vậy mới được nha. Ừ, y chang thì y chang. Còn Thúy, cho má mượn bộ trang sức của con đi. Má đưa cho tiệm vàng làm mẫu. Tuy là bạc mạ vàng nhưng mà làm rất là tinh xảo, không khác gì so với nữ trang của con hết. Thúy, má nói gì con nghe không? Sao đứng thừng người ra vậy? Không được, đây là nữ trang của con, con không cho ai hết. Thì má nói má mượn chứ có lấy luôn đâu. Má mượn đưa cho người ta làm mẫu rồi trả lại cho con liền. Không được, đây là đồ của con, con không cho ai mượn hết đâu. Nè, không cho mượn thôi. Mai hả, má làm kiểu khác cho vợ nhỏ của con đẹp hơn nha. Ừ, nhưng mà mai mốt đồ của vợ lớn con, con nhớ đừng có đụng chạm vô nha hông. Rồi mai má mua cho. Quang hô má. Vậy là bây giờ má đã thương vợ nhỏ của con hơn rồi, không thương vợ lớn nữa. Ừ.